chào mừng tất cả các bạn đến với trang của Nông nghiệp phố. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ sản phẩm kệ trồng rau 3 tầng. Bộ chậu nhựa trồng rau 3 tầng được thiết kế thông minh, được cải tiến từ khay trồng rau nhựa truyền thống. Chậu có kích thước với chiều dài là 65cm, chiều rộng của chậu là 42cm và chiều cao là 17cm. Chậu làm bằng nhựa BB nên khá bền và chắc chắn. Bộ sản phẩm gồm có 3 chậu nhựa, 12 thanh nhựa, 3 tấm lót đá chậu bằng nhựa. Các thanh nhựa sẽ nối ghép các khay trồng thành các tầng để tiết kiệm diện tích cho khu vườn, nhất là ở các khu đô thị có diện tích trồng rau nhỏ hẹp như các căn hộ, chung cư cao tầng và ban công. Với bộ chậu nhựa trồng rau 3 tầng thích hợp trồng các loại rau như rau mầm, rau muống, cải xanh, rau húng tầng ô, cải thìa, cải ăn no baby. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.